Hey, xin chào các bạn đã đến với Zin Tarot. Thì chủ đề của trang bài này là bóng tối, tổn thương tâm lý nào của bạn cần được chữa lành. Và vì đây là một trang bài chung nên mình mong mọi người hãy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé. Điều đầu tiên mình thấy có vẻ là bạn bị tổn thương về các mối quan hệ là nhiều. Và những người này có kiểu giống như là mình không biết, tại vì đây là một trải bài chung nên là mỗi người sẽ có một trường hợp riêng. Nhưng nhìn chung thì mình thấy là bạn là một con người cũng sống khá là tình cảm, nhưng vì những vấn đề, những mối quan hệ xung quanh mà khiến cho bạn trở thành một con người phải sống lý trí. Bởi vì khi mà bạn sống dựa trên tình cảm, hành xử dựa trên cái tình cảm và cảm xúc của mình thì bạn nhận lại được sự tổn thương thôi. Nên là những cái điều này hình thành cho bạn giống như là phải luôn luôn sử dụng lý trí của mình để bảo vệ bản thân của bạn. Và ở đây mình thấy có hai trường hợp. Một là bạn tự ti về bản thân của mình rất nhiều. Hai là bạn phải luôn luôn ở trong cái trạng thái là độc lập và phải tự một mình làm hết tất cả mọi chuyện. Và đầu tiên thì mình nói về vấn đề tự ti trước nhé. Đối với những bạn mà tự ti thì mình cảm thấy là bạn tự ti về bản thân của mình là giống như là bạn không được sự quan tâm, sự yêu thương của những người xung quanh. Và bạn luôn cảm thấy là bạn không quan trọng với ai cả. Và bạn phải giống như là một mình chịu đựng. Và mình làm những cái việc gì đó thì mình luôn cảm thấy là mình có làm đúng hay không. Bạn luôn do dự. Và những cái điều đó khiến cho bạn cảm thấy sợ hãi, trở nên nhút nhát và không tin tưởng vào bản thân của bạn. Và điều các bạn cần làm là cứ hãy tập thử cho bản thân của mình, tin tưởng, làm những việc mà mình muốn. Hãy tin tưởng vào bản thân của mình. Không lúc nào là phải thành công hết, nhưng mà mình hãy cứ làm, bởi vì điều đó là cái điều mà mình thích. Thử xem biết đâu nó sẽ đem lại cho bạn thành công. Và qua cái việc đó sẽ giúp cho bạn chữa lành được. Bạn sẽ tin tưởng vào bản thân của mình hơn và tự tin vào mình hơn. Còn đối với những bạn mà luôn phải gồng mình để độc lập, để tự chủ và làm tất cả mọi việc, thì mình thấy đó là một điều tốt. Nhưng mà bạn cũng đừng quá gồng mình. Những khi mà bạn mệt thì bạn cần cho bản thân của mình thời gian. Và những việc gì mà bạn cảm thấy là khó khăn với bạn thì bạn nên dừng lại và suy nghĩ xem là nó có thực sự phù hợp hay không. Và mình cũng thấy là các bạn, mặc dù bạn là một người độc lập, nhưng mà thật sự là bên trong của bạn vẫn còn tổn thương về những chuyện tình cảm, về các mối quan hệ. Nên là bạn nên dành thời gian một chút để nhìn nhận lại đó và xem xét xem là những cái việc mình đang làm có giúp ích cho mình để chữa lành nó hay không. Bởi vì khi mà tâm lý của bạn ổn định thì sẽ giúp cho công việc của bạn và bản thân của bạn phát triển hơn. Không hẳn là về mặt công việc, về mặt xã hội, nhưng mà bản thân bạn sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc. Bạn sẽ không còn cảm thấy nặng nề và áp lực nữa.